Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Sport Hùng. Vâng, vậy là các trận đấu đầu tiên ở buổi tối ngày hôm nay thì sắp được diễn ra. Tất cả các trận đấu đều là 4 trận tứ kết đấy mọi người. Buổi tối ngày nay sẽ đánh 4 trận tứ kết ở nội dung đôi nam. Các vận động viên thì đang tiến hành khởi động để chuẩn bị thi đấu. Điểm số 1-2, vâng, chưa có đường cầu 2. Toàn là đường cầu 1-2 chạm. Ok, xin chào anh Hậu Nguyễn, Tùng Hải Dương tí trận sau đánh anh ơi. Tùng Hải Dương tí đánh. Nói chung là kiểu gì tối nay tất cả các vận động viên nam đều phải đánh hết, bởi vì vòng tứ kết rồi. Sao anh hỏi mày không trả lời, bây giờ mới thấy anh Tiger Hưng ơi. Nặng. Đập vào lưới mất rồi. Số 23. Đây chính là Hồng Hoàng Anh hay cặp với Ngọc Triệu đây. Vâng, rất hay. Cặp đôi Mạnh Nho và Đào Mạnh Thắng. Hay quá, giết người cực tốt luôn. Chú Anh nha, cảm ơn chị giúp em chia sẻ. Xin chào Sơn Linh. Bỏ cầu chính xác. Điểm số 6-2 cho chủ nhà. Đội viên Lâm người rất dẻo, đổi vị trí rất hay ạ. Vâng, liên tục những pha chém cầu rất mỏng của anh Hoàng Anh, hay quá. Yên tâm là mọi người sẽ được xem tất cả những đôi mạnh nhất. Bắt bài rất hay từ Đào Mạnh Thắng. Đổi điểm 37. Mạnh Thắng giao cầu, ép cầu hay quá nhờ, nhưng vẫn chưa ăn được điểm. Non rồi, vẫn thủ được. Một pha cầu khá xuất sắc của Hoàng Anh. Hoàng Anh bình thường hay cặp với Ngọc Triệu, nhưng là cặp với Lâm. Lâm là một tay vợt rất trẻ, sinh năm 97, 98. Trận lưới hay quá nhờ, bo. Đây là cầu tốt. Vâng, cầu bộ thành công. Mạo Khê đang tỏ ra áp đảo đối thủ. Mọi người giúp chia sẻ đúng không ạ? Giúp chia sẻ với nhiều người hơn nào. Bắt lưới hay quá nhờ. Giúp chia sẻ đúng không ạ? Ít người xem thế. Ui, cấm cả người luôn. Khác quá nhờ. Tôi vừa sinh năm 98, rất trẻ. Hay thế. 12-3. Cặp đôi Long Tô của họ đã bị loại rồi. Đây là cặp đôi cuối cùng. Bỏ cầu không chính xác, cầu vẫn trong sân. Trẻ lan tỏa cái giá trị. Ngoài lẽ cầu tốt, cầu ngoài sân. Hay quá nhờ. Bên kia đánh buổi tối thì hơi xịt. Không phải là sự chênh lệch đâu, mà là bên kia chưa nhập cuộc, chưa vào tay ấy. Ui, quá nhẹ nhàng. Đánh giải này bao giờ. Ui, này lên bắt bài. 16-5. Đổi sân rất nhanh chóng. 16-5. Hay thế nhờ, bên kia vừa hay lại còn may nữa. Đúng là đang phong độ. Cầu không qua lưới. 67. Đúng rồi anh ơi, đây chính là đôi huấn luyện viên và cựu vận động viên tuyển quốc gia. Họ chưa thi đấu vào tay thôi, thực ra thì cũng không chênh lệch nhau đâu. Vẫn lên. Gặp cầu trượt từ Hoàng Anh rồi. Ngôi sân anh còm rất đẹp. Bên kia nó ép kinh lắm. Cả đôi kia nó cũng mạnh, cũng khó múa. Bên kia nó đánh khéo, nó đang đánh phong độ á. Cặp đôi bên kia. Ôi, hay quá nhờ. Lại có cơ hội tấn công à. Khó chịu thật. Ôi, một khi Hoàng Anh đập cầu thì không trêu đâu được. 1k người xem rồi, tuyệt vời quá, cảm ơn mọi người. Nguyễn Tiến nghe nói Tiến rất thích xem Hồng Ly. Ok, mọi người thích xem Hồng Ly, cảm ơn mọi người. Kinh vãi nhái. Ok anh em.
bỏ cầu chính xác từ ngoài sân. Điểm số 28. 12 quả. Khó. Quá khó. Rồi, hơi gắt rồi. 9-20. Hoàng Anh đập nặng lắm. 20 quá nhỉ. Đôi bên kia hơi bị son đấy. Theo dõi và đồng hành cùng live stream của Hùng. Bên kia dẫn sâu quá rồi. Tranh ở chân cầu. Mùa lắm, với cả nhập cuộc không tốt. Bây giờ mới vào trận thì cũng không ăn được. Khó, bị thua hơn chục quả. Giờ muốn gỡ khó. Bên kia nó ép kinh khủng luôn. Hoàng Anh cặp với Lâm đây là một ẩn số. Ngọc Triệu cặp với Quốc Việt cũng ẩn số luôn. Toàn cặp đôi mới đây. Bình thường họ có cặp với nhau bao giờ. Rồi, ui, cổ tay dẻo thật. Tách ra nó mới hay. Rồi, bắt bài. Bên này lên. Bên này không chịu được. Bên kia vẫn trẻ và rất là sung. Ngoài sân 27-11 rồi. Không ai nghĩ rằng gặp đôi kia lại có thể lên điểm số sâu như vậy. Cho đập thoải mái luôn. Về cầu mượt thế nhỉ. Rồi 13-28. Ui sổi. Lâm mấy quả chéo sân cầu khá dị nhé. Nói chung anh Mạnh Thắng và anh Mạnh Nho thì lên lứa tuổi trên đánh được rồi. Bây giờ gặp bọn trẻ không chịu được. Bên kia công khét quá. Thôi khỏi nói nhá. Anh em chờ xem trận bán kết xem cặp đôi của câu lạc bộ Thành Công Mạo Khê họ thể hiện như nào. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Spot Hùng và trên tay Hùng đây đang là hai hộp cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay do Hùng độc quyền phân phối và có hai màu xanh và vàng. Hùng biết trong số các bạn đang theo dõi cái video này thì có rất là nhiều người đang chơi cầu lông. Và Hùng cũng biết rằng trong số các bạn có rất nhiều người đánh cầu lông nhưng mà hay bị trơn tuột vợt. Và thường các bạn không dám đánh ra hết lực tay của mình bởi vì sợ cầu nó hỏng, sợ cầu nó vào lưới, sợ cầu nó ra ngoài. Cái việc mà chúng ta đánh cầu mà chúng ta bị trơn tuột vợt ấy thì cảm giác nó sẽ rất là khó chịu, nó sẽ rất là mất thoải mái khi mà chúng ta cố gắng vung ra những pha cầu hết sức, giả như xả sử những pha cầu tì ngang lưới hoặc là những pha đập cầu thì các bạn rất dễ bị dính vào lưới, đặc biệt là ở cuối set khi mà mồ hôi nó ra nhiều và đó là ở những điểm số quyết định và cuối cùng thì chúng ta lại bị thua ở những điểm số cuối cùng. Thì nếu mà trong số các bạn đang theo dõi video này của Hùng và các bạn cảm thấy rằng cái cuốn cán chống trơn, cái cuốn cán vợt của các bạn đang dùng nó vẫn bị trơn và các bạn đánh cầu không được thoải mái với nó, thì hôm nay Hùng xin giới thiệu đến các bạn đó là cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuột vợt do Hùng độc quyền phân phối, duy nhất chỉ có hai màu vàng xanh thôi. Cái sản phẩm cuốn cán chống trơn này nó là một loại rất là đặc biệt. Thứ nhất về chất liệu thì cái chất liệu của nó khác hẳn với các loại cuốn cán khác. Khi mà mọi người cầm vào thì mọi người sẽ thấy nó mút tay và nó có một chút bột. Mọi người sẽ cảm giác là trên cuốn cán nó có một lớp bột. Đó chính là lớp bột mà trong nguyên liệu của quá trình sản xuất thì nhà sản xuất họ pha cái bột chống trơn vào để giúp cho thấm mồ cuốn cán thấm mồ hôi tốt hơn. Đồng thời cuốn cán quấn thì cũng rất là êm tay. Và chúng ta bị ra nhiều mồ hôi tay thì nó cũng sẽ thấm một phần mồ hôi của chúng ta chứ không như các loại quần cán khác. Thường thì cái vỏ ngoài của nó sẽ rất là bóng và nó không thấm mồ hôi. Ngày xưa thì Hùng cũng chỉ dùng được quần cán Zonex xịn thôi. Hùng là người ra rất nhiều mồ hôi, Hùng vừa mới đánh xong cái áo của Hùng cũng ướt sũng rồi. Hùng lau tay mãi mới quần áo này, nó đang ướt hết này. Vừa mới đánh xong một set ra rất là nhiều mồ hôi. Đây tay cầm quần cán rồi, tay của Hùng cũng đang rất là ướt. Đấy mọi người xem nó bóng hết cả lên của hộp quần cán rồi. Đấy thì ngày xưa thì Hùng chỉ dùng được đúng duy nhất một loại thôi. Đó là quần cán Zonex xịn. Nhưng mà quần cán Zonex xịn rất là đắt, toàn 100.000 một tip 3 chiếc thôi. Nếu mà các bạn mua cái lẻ lẻ thì nó cũng không tốt bằng cái loại tip 3 chiếc đâu. Cái lẻ lẻ từng chiếc một nó giống như này này thì của Zonex xịn nó khoảng 20.000 đó. Nhưng mà cái loại đấy không bao giờ tốt bằng cái tip 3 cái. Hùng toàn phải mua tip 3 cái toàn 30.000 một chiếc thôi, đắt rất là đắt, rất là tốn kém. Và thậm chí thời sinh viên mua đấy nhiều khi là mình phải ăn mì tôm thật đấy, không phải chém gió đâu. Mình đánh cầu rất là tốn kém này, mua cầu này, đặc biệt là mua quần cán cứ khoảng dù Hùng dùng quấn Zonex xịn nha cũng chỉ 4-5 hôm Hùng phải thay một cái rồi, bởi vì là người nào mà ra nhiều mồ hôi tay đánh quấn Zonex thì nó cũng rất là hại quấn và khoảng tầm 4-5 hôm là nó bong hết cái lớp ngoài đi thì nó cũng trở nên rất là trơn và phải bắt buộc phải thay. Thì cái Hùng đã quyết định là Hùng tìm rất là nhiều cái sản phẩm quấn cán khác nhau. Ngày đấy thì Hùng bắt đầu biết địa bàn Trung Quốc và Hùng tìm rất là nhiều loại quấn cán khác nhau, Hùng nhập về hàng chục loại khác nhau để Hùng test thử. Và cuối cùng thì có mỗi loại này Hùng cảm thấy hợp tay nhưng mà Hùng không xác định nhập về bán đâu. Ngày xưa Hùng nghĩ bán quấn cán chống trơn làm gì, nó có đáng bao nhiêu đâu.
thì Hùng bắt đầu trong quá trình Hùng nhập về 1-2 hộp để Hùng dùng dần thôi. Thì Hùng bán giày cầu lông mà đúng không các bạn? Chắc các bạn cũng biết. Thì khách hàng của Hùng mua giày thì Hùng không có gì tặng, thế là Hùng tặng cho họ, lấy cái quần cán của mình Hùng tặng cho họ. Nhưng mà thực sự là bất ngờ khi mà một người, hai người, ba người, bốn người, rất là nhiều người sau khi nhận được cái món quà đấy của Hùng, họ dùng và họ lại hỏi Hùng ngược lại là em cho anh cái loại quần cán gì đấy không, có thương hiệu gì nhưng sao nó dùng nó chống trơn, nó chống mồ hôi tốt như thế. Và dần dần mọi người nói như thế rất là nhiều, thậm chí gần chục khách hàng của Hùng đến cả chủ shop họ nhập hàng của Hùng, họ cũng bảo là cái này anh thấy nó chả có thương hiệu gì, anh mang sân anh tặng cho mấy ông cùng sân, mấy ông đấy ra rất là nhiều mồ hôi và hay bị trơn vợt mà dùng cho đưa cho các ông ấy, thì các ông rất thích và các ông ấy dặn anh là khi nào mà kiếm được cái nào thì phải để lại cho họ. Đó thì anh chủ shop đấy anh mới bắt đầu bảo Hùng là em xem thử nhập về bán xem. Với cả nhiều khách họ cũng muốn hỏi mua ấy, thế nào nó tác động đến Hùng là Hùng bắt đầu nhập nhiều hơn, khoảng nhập 5-6 hộp đến chục hộp cũng về bán dần dần ấy. Thì bán rất là ngon, thực sự rất là bất ngờ so với những gì mà Hùng có thể tưởng tượng đấy nhá. Hùng không nghĩ là nó lại được nhiều người ưa chuộng và tin dùng như thế. Hiện tại thì Hùng cũng đã có rất nhiều khách hàng đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này của bên Hùng. Họ lấy cho câu lạc bộ của họ, họ lấy cho anh em cùng sân của họ và cả sân của họ thì đều dùng quần cán bên Hùng. Và nếu mà trong số các bạn đang theo dõi video này của Hùng mà mọi người chưa biết đến cái sản phẩm này thì hôm nay mọi người đã biết đến rồi. Nếu mọi người vẫn chưa tìm được loại sản phẩm quần cán phù hợp, mọi người vẫn cầm trên tay cái loại quần cán mà mọi người sợ rằng khi chúng ta đánh mạnh lực, phát ra lực mạnh thì chúng ta sẽ bị trơn vợt, bay vợt và đường cầu đi không chính xác, thì đây sẽ là một cái cơ hội dành cho mọi người để mọi người có thể trải nghiệm cái sản phẩm này. Quần Yonex thì hơn 30.000 một chiếc, nhưng cái sản phẩm này bên Hùng bán lẻ chỉ có 10.000 một chiếc thôi mọi người ạ. 10.000 một chiếc. Mỗi chiếc thì cũng dùng được khoảng 3-4 hôm, 4-5 hôm để thì phải thay một chiếc. Nếu mà các bạn xác định là đánh nửa tháng hoặc một tháng thay một chiếc quần cán thì Hùng khuyên các bạn không nên dùng quần cán này nhá. Bởi vì quần cán bên ngoài bên Hùng thì chỉ phục vụ cho anh em mồ hôi tay và chân tuyệt vời thôi. Còn nếu anh em nào mà đã có loại quần cán phù hợp rồi, không bị trơn nữa rồi, đáp ứng được yêu cầu của các bạn rồi, thì các bạn hãy cứ tiếp tục sử dụng cái sản phẩm quần cán bên các bạn. Hãy tiếp tục sử dụng các sản phẩm quần cán các bạn đang dùng. Còn nếu anh em nào mà đang bị mồ hôi tay và chân tuyệt vời và vẫn chưa tìm được cái loại quần cán thích hợp với mình thì Hùng tin rằng 99% là các bạn sẽ hợp với loại này. Bởi vì 99% khách hàng của Hùng họ mua là họ hợp luôn. Nhưng 99% đấy là những người hay bị trơn tuột vợt và mồ hôi tay nha. Nhiều ông mà tay khô ấy, mà không bị trơn, kiểu tay ra ít mồ hôi mà ít bị trơn vợt ấy, thì mấy ông đánh VS rất là hợp, đánh cuốn VS rất là hợp. Nên là khi dùng sang cuốn này thì lại cảm giác là cuốn này nó không bằng cuốn VS. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà trơn tuột vợt thì anh cũng khẳng định rằng nếu anh em vừa cầm cuốn vợt VS thì anh em sẽ cảm giác rất là sợ tuột vợt luôn. Bản thân Hùng ra nhiều mồ hôi, Hùng cầm cuốn VS nhá, chỉ cần ra một tí mồ hôi thôi là nó đã kiểu trượt trượt bay vợt thì Hùng không dám cầm à. Đó, nếu mà anh em là kỵ VS thì lại càng có khả năng cao là 100% dùng hợp với loại này. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này đến đây. Quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt, dùng độc quyền phân phối, chỉ có duy nhất hai màu xanh vàng như trên tay Hùng đang cầm đấy nhá. Ngoài ra không có màu sắc khác. Và video này đang được thực hiện tại sân cầu lông trường học viện tài chính. Và nếu anh em ở gần Hà Nội hoặc ở gần đây, hoặc là khi nào mà các bạn có dịp lên Hà Nội thì các bạn có thể ghé qua sân cầu lông học viện tài chính để có thể giao lưu cùng đội mình rất là nhiệt tình, và anh em khắp các nơi cũng rất là hay thỉnh thoảng để giao lưu sân mình, sân rất là vui, có cả khán đài phía sau mọi người đấy, có cả khán đài phía sau có chỗ cho anh em ngồi đàng hoàng. Nhưng mà sân bọn Hùng thì chỉ có một sân thôi, nên là nếu mà anh em đến thì xác định là cũng chỉ được đánh khoảng 2 set thôi nhá, 2-3 set. Nếu mọi người chờ muộn một tí được đánh 3 set, còn không chỉ được đánh cùng hai set là cùng thôi. Còn Hùng là Hùng mời để anh em mình qua giao lưu làm quen với nhau thôi, chứ còn đánh cầu thì sẽ không được đánh nhiều. Nếu anh em qua mà không được đánh nhiều lắm thì cũng rất là mong mọi người thông cảm, bởi vì sân của bọn Hùng cũng khá là đông, sinh viên của cả trường Đại học Mỏ Địa chất và trường học viện tài chính cơ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người tại những cái video sau của Hùng nha. Đây, quần cán chống trơn không có thương hiệu gì hết mọi người nha, nhưng trên quần cán nó sẽ có, mọi người sẽ cầm sẽ cảm nhận thấy rằng nó có bột chống trơn, cầm cảm giác nó thấm hơi rất là thích. Từ khi Hùng dùng cái loại này rồi, Hùng không cần phải dùng quần Yonex xịn nữa, tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Ok, goodbye tất cả mọi người, bắt đầu chào mọi người nha.